Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an tỉnh, đến nay tỷ lệ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử của tỉnh Hưng Yên đạt cao, trong đó tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử hiện dẫn đầu cả nước với trên 480.000 tài khoản đã kích hoạt. Cụ thể, sau hơn một năm triển khai đề án 06, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu nhận và cấp gần 380.000 tài khoản định danh mức độ 2, tổng kích hoạt gần 482.000 tài khoản định danh 2 mức, đạt tỷ lệ trên 84%. Một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như huyện Tiên Lữ 39.000 tài khoản, huyện Phù Cừ gần 37.000 tài khoản. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng và nâng cấp tài khoản định danh điện tử không những giúp hoàn thiện dữ liệu dân cư, quản lý thông tin công dân mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch cùng các nhóm tiện ích khác.